làm nhân viên cứu hộ cho cháu mình tập bơi. Người ông khiến nhiều người cảm động vì tình cảm dành cho cháu. Cho cháu đi tắm hồ, nhưng người ông này vì lo lắng cho cháu nên đã chuẩn bị rất kỹ càng. Nhân viên cứu hộ này cũng lạ lắm. Với bề ngoài đơn giản áo thun, quần đùi, đôi dép tổ ong và đội nón bảo hiểm cùng gương mặt cực kỳ uy tín, tay thì cầm sợi dây kéo kéo để hỗ trợ cho cháu. Nước ở đây dường như khá sâu và nguy hiểm với trẻ nhỏ, nên ông không chỉ cho cháu mặc áo phao mà còn cột dây phao cẩn thận để tránh tình trạng cháu mình bị đuối nước. Đứng trên bờ và quan sát liên tục, không rời mắt về phía chỗ cháu đang bơi. Người ông tuyệt vời nhất của năm là đây chứ đâu phải không các bạn? Đúng theo phương châm, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Nhìn cảnh này làm cho ai có tuổi thơ dữ dội, từng được đắm mình trong những con sông quê, lại nhớ cảnh tập bơi ngày xưa. Đây có thể xem là những kỷ niệm không thể nào quên. Hành động tuyệt vời này đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xúc động và để lại bình luận như sau. Cẩn thận cho chắc, lỡ xảy ra gì thì hối hận không kịp. Người ông thật tuyệt vời. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé.